Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Hôm nay như thường lệ, Trang sẽ tiếp tục gửi tới mọi người tập 10 của bộ truyện Yêu Nữ Rừng Tay. Tập 10 với tiêu đề Thi Đấu Đan Đạo xin được phép bắt đầu ngay sau đây. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện. Luyện đan thuật của phái Côn Luân, độc bá tu tiên giới, vì số lượng luyện đan sư ở đây rất nhiều. Giá cả bán đồng mạch đan cũng rẻ hơn một chút so với bên ngoài. Điều này cũng dẫn đến việc có rất nhiều người từ bên ngoài thông qua đệ tử nội môn mua lấy thông mạch đan ở đây, rồi mang ra ngoài bán với giá cao để ăn chênh lệch. Mà bây giờ quy định mua giới hạn thông mạch đan lại còn kèm theo điều kiện phải phục dụng tại chỗ nữa. Không thể nghi ngờ là đã triệt để chặn hết mọi khả năng lách luật. Đối với đa số đệ tử cấp thấp của Côn Luân, thì quy củ này có cũng như không, vì bọn họ thường phải mất mấy tháng mới tích góp đủ số linh tệ để mua được một viên thông mạch đan. Nên cái giới hạn 3 viên trong một tháng kia cũng chẳng ảnh hưởng gì đến họ cả. Nhóm người bị ảnh hưởng bởi quy định này không ai khác chính là những người thuộc đời sau và đệ tử của các vị trưởng lão trúc cơ trong môn phái kia. Địa vị trong môn phái của bọn họ cũng rất lúng túng, cao không tới, thấp không thông. Phần thông mạch đan cung cấp cho đệ tử và đời sau của tổ sư Nguyên Anh thì không có phần của bọn họ, nếu muốn mua cũng chỉ tới phường thị của môn phái mà mua. Có điều so với các đệ tử bình thường thì túi tiền của bọn họ cũng khá hơn, mỗi tháng có thể mua được mấy viên thông mạch đan. Mà quy định lần này khiến tốc độ tu hành của bọn họ chậm hẳn đi. Một hành động xử lý lần này của môn phái có thể nói là đánh thẳng vào các hành vi đầu cơ trục lợi thông mạch đan, khiến cho phần đan dược cấp cho đệ tử bình thường sẽ không còn khan hiếm quá mức nữa. Điều này khiến cho đám đệ tử bình thường khen ngợi tung hô, còn nhóm những tiên nhị đại kia thì âm thầm chửi bới trong lòng. Có một số ít người thông qua các mối quan hệ rất nhanh làm rõ nguyên nhân, chân tướng bắt nguồn của sự việc. Hành vi đả kích nhóm trục lợi từ thông mạch đan chính xác là một kế hoạch lâu dài của tông môn, nhưng dây dẫn nổ của nó lại bắt nguồn từ một xung đột nhỏ. Có một vị đời sau của một trưởng lão kim đan kỳ, thường ngày càn rỡ ngang ngược đã quen thói, ỷ vào thân phận của mình, vũ nhục khiêu khích một vị đệ tử mới nhập môn ở Đan Tâm Các. Không ngờ vị đệ tử kia lại chính là thanh mai trúc mã của Khương Sư Muội. Theo khán giả hiện trường lúc đó cho biết, thì vị đệ tử anh tuấn tiêu sái, Lý Sư Đệ, bị vị đời sau của trưởng lão kim đan kỳ này nhục nhã, liền lấy ra 3 vạn linh tệ mua hết đám đan dược thông mạch đan mới tới, một viên cũng không trở lại cho vị kia. Rất nhiều đệ tử sớm đã không quen hành vi ngang ngược của vị kia, đối với điều này còn âm thầm vỗ tay khen hay. Lý Ngọc mặc dù là đệ tử mới nhưng hắn tiện tay có thể lấy ra 3 vạn linh tệ, mọi người đều cảm thấy bình thường. Dù sao phía sau hắn là Khương Sư Muội, mọi người biết rõ nội tình, đều rõ ràng tháng này không có thông mạch đan chính là vì bị Khương Sư Muội giữ lại. Vậy những vé linh phiếu kia chắc chắn cũng là do Khương Sư Muội cho hắn. Chuyện này vốn có thể kết thúc tại đây, nhưng không biết làm sao mà vị tiên nhị đại kia không cam tâm, mang chuyện này đi mách vị trưởng lão kim đan kỳ tổ tông của mình. Mà vị trưởng lão này lại có chút địa vị trong tông môn, liền mượn chuyện này lấy cớ đánh vào hành vi đầu cơ trục lợi thông mạch đan đã tồn tại rất lâu ở trong tông môn, đề nghị tông môn hạn chế mua sắm thông mạch đan. Sau khi tông môn trưởng lão họp bàn thảo luận, cảm thấy đề nghị này rất có đạo lý, thế là đưa xuống mệnh lệnh này, được một nhóm lớn đệ tử cấp thấp ủng hộ, khen ngợi. Nhưng những vị thuộc nhóm tiên nhị đại lại không như vậy. Đạo mệnh lệnh này đưa ra khiến tốc độ tu hành của bọn họ bị làm chậm lại. Bọn họ cũng không hận gì Lý Ngọc, nhưng lại đối với hành vi ngu xuẩn của tiên nhị đại mập mạp kia nghiến răng nghiến lợi, lại bắt đầu âm thầm mưu đồ kế hoạch trả thù. Nghe nói vị trưởng lão kim đan kia vì bảo vệ đời sau kia mà phải âm thầm đem hắn tống cổ ra khỏi Côn Luân Động Thiên. Còn Lý Ngọc thì nhờ vào sức một mình đem thông mạch đan liệt vào bảng giới hạn mua sắm của tông môn, cũng trở thành một cái tên truyền kỳ, vua cơm mềm. Đệ tử khác muốn đổi được 30 viên thông mạch đan cần mấy năm, thậm chí mấy chục năm, Lý Ngọc thì chỉ cần một ngày.
Một ít đệ tử thân truyền của tổ sư Nguyên Anh còn chưa có đãi ngộ như vậy. Một số nam đệ tử trong tông môn có một chút dung mạo cùng dáng người tốt, liền đem Lý Ngọc làm tấm gương để noi theo. Chỉ tiếc bọn hắn hoàn toàn là thân thể tàn hoa bại liễu, hẳn là không có đệ tử cấp bậc thiên tài như Khương sư muội coi trọng. Nghe được tin tức thông mạch đan bị giới hạn mua, kỳ thực Lý Ngọc cũng chẳng có cảm xúc gì nhiều. Dù sao hắn cũng chỉ là ngẫu nhiên có được một số tiền lớn, cũng chẳng phải là tháng nào cũng có di sản của một trưởng lão trúc cơ chờ hắn kế thừa, trợ giúp Hàn trưởng lão luyện đan. Tính toán ra thì mỗi tháng cũng có thể kiếm đủ linh tệ để mua 3 viên thông mạch đan. Đối với quy định này của tông môn, hắn vẫn rất là ủng hộ. Một quyết định này đã rút ngắn khoảng cách chênh lệch tài nguyên giữa đệ tử bình thường và nhóm tiên nhị đại, có thể ngưng tụ nhân tâm, có lợi với sự phát triển lâu dài của tông môn. Thấy rõ những người định chế ra quy tắc kia vẫn đang suy nghĩ cho đa số đệ tử. Hắn mua 30 viên này trước khi có quy tắc kia, thế nên tháng này hắn vẫn có thể mua thêm 3 viên nữa. Rất nhanh, Lý Ngọc đã đi tới Tử Tiêu Phong. Hắn xuất hiện ở đây khiến mọi người đều chú ý. Bây giờ Lý Ngọc cũng coi như là một người có chút danh tiếng ở trong nhóm đệ tử cấp thấp. Nhanh nhìn kìa, đó là Lý Ngọc. Hắn là nam nhân duy nhất mua liền một lúc 30 viên thông mạch đan. Đẹp trai như vậy sao? Bảo sao Khương sư muội lại để ý đến hắn? Tính ra chúng ta phải cảm ơn hắn. Nếu như không có hắn thì thông mạch đan mỗi tháng hầu hết đều bị đệ tử của những trưởng lão kia mua gần hết. Dường như tất cả mọi người đều cho rằng hắn có nhiều linh tệ như vậy chính là bị Khương Ly bao nuôi. Lý Ngọc đối với chuyện này cũng không biết nên giải thích như thế nào. Mà điều này đối với hắn cũng là chuyện tốt. Bọn họ sẽ không kỳ quái nếu tu vi của hắn tiến bộ nhanh hay hắn tiêu tiền nhiều nữa. Ở bên trong đan tâm cát chỉ còn một quầy hàng duy nhất bán thông mạch đan. Đệ tử trực quầy hôm nay lại vừa hay là Từ sư muội. Lý Ngọc đưa cho nàng một lọ đan dược dưỡng nhan trước, coi như báo đáp nàng lần trước đã thông chi cho hắn tin tức về thông mạch đan. Lại cùng nàng hàn huyên thêm một hai câu rồi mới nói: phiền phức sư muội, cho ta mua 3 viên thông mạch đan. Thiếu nữ vui mừng nhận lấy đan dược, nhưng vẫn điềm nhiên nói: tông môn có quy định, phiền phức Lý sư huynh đem thân phận ngọc bài ra trước đã. Trên quầy có một cái hộp ngọc vuông vắn, bên trên đó có khảm một cái lỗ nhỏ, vừa vặn ăn khớp với ngọc bài thân phận. Từ sư muội đem ngọc bài của Lý Ngọc khảm vào đó, chỉ thấy bên trên hộp ngọc lóe một cái, ngọc bài thân phận của hắn đã được trả về. Lý Ngọc đã thấy không ít những đồ vật kỳ quái, hiếm lạ ở tu tiên giới. Nhưng đối với trận pháp tinh diệu được bố trí bên trong hộp ngọc này, có thể ghi chép tin tức của ngọc bài thân phận, hơn nữa còn có công năng lưu giữ thông tin, vẫn khiến hắn cảm thấy thật kỳ diệu. Đan dược Lý Ngọc còn hiểu một chút, chứ trận pháp thì hắn rốt đặc cán mai. Thiếu nữ đưa cho hắn 3 bình ngọc và nói: thân phận của Lý sư huynh đã được ghi chép ở đây, cần phải đợi đến mùng 1 tháng sau mới có thể mua sắm lần nữa. Còn có 3 viên đan dược này cần phải phục dụng tại đây, ngài có vấn đề gì không? Lý Ngọc gật đầu: không thành vấn đề. Rồi mở ra 3 bình thuốc, lần lượt nuốt vào từng viên đan dược. Trong ánh mắt hâm mộ của các đệ tử đang xếp hàng phía sau cũng đang chờ mua thông mạch đan. 3 viên thông mạch đan này đả thông thêm 3 cái huyệt vị nữa, khiến tổng số huyệt vị được đả thông của hắn lên đến 60. Mỗi cái linh mạch đều được đả thông 12 cái huyệt vị. Sau khi trở lại đan đỉnh phong, Lý Ngọc đem 12 bình đan dược cấp thấp đem đến cho Hàn trưởng lão. Trong tòa đại điện, Hàn Thiên Hành nhìn Lý Ngọc, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Không phải vì đan dược của hắn luyện chế, mà bởi vì tu vi của hắn. Vì Lý Ngọc mặc chế phục đệ tử có khả năng ngăn cản thần thức dò xét, nên lão không nhìn ra tu vi cụ thể của hắn. Nhưng lão vẫn mơ hồ cảm nhận được Lý Ngọc đã mạnh hơn rất nhiều so với mấy ngày trước. Lão cũng loáng thoáng nghe được chuyện của Lý Ngọc. Mặc dù lão là trưởng lão trúc cơ, nhưng vẫn không khỏi hâm mộ, nói ra: người thật là có phúc khí,
Nếu chiếu theo tốc độ này thì khả năng vài năm nữa người có thể trúc cơ rồi, trên đàn đạo cũng sẽ phát triển tốt hơn. Có thể qua lại với tiên kiêu trong tông môn thì thành tựu sau này của hắn cũng sẽ không quá thấp. Nếu như năm đó lão cũng có một người như thế bao nuôi, hiện tại có lẽ đã đặt chân đến kim đan đại đạo. Lý Ngọc đang tính trở về thì Hàn Thiên Hành nghĩ đến một chuyện, hỏi hắn. Đúng rồi, Lý Ngọc, người có hứng thú tham gia thi đấu đan đạo học đồ hay không? Với thiên phú của người chắc chắn có thể lấy được thành tích tốt. Lý Ngọc lắc đầu. Chắc là thôi. Bây giờ thông mạch đan cũng không phải cứ có tiền là mua được, nên hắn cũng không cần vất vả luyện đan điên cuồng để kiếm linh tệ như trước nữa. Nhân lúc nhàn rỗi này đi nhận thêm một ít nhiệm vụ bắt quỷ, như thế vừa có thể chữa trị lò đan thần bí kia, vừa tăng lên lực lượng linh hồn. Hàn Thiên Thành lắc đầu nói. Vậy thì đáng tiếc, dùng tạo nghệ đan đạo của người, nếu như làm tốt, vẫn có thể đi vào top 10. Nếu đạt hạng nhất, thì sẽ được tông môn ban thưởng 30 viên thông mạch đan. Còn không thì chỉ cần vào 10 hạng đầu, thì cũng được ban thưởng thông mạch đan. Lý Ngọc vui mừng hỏi, 30 viên thông mạch đan sao? Còn có chuyện tốt này nữa? Hàn Thiên Hành cười nói, nền móng lập phái của Côn Luân có liên quan rất lớn đến đan đạo, nên bàn thưởng cho các cuộc thi về luyện đan tất nhiên đều phong phú rồi. Đan đạo học đồ thi đấu mỗi năm được tổ chức một lần. Trong lúc thi đấu, đệ tử nào có biểu hiện xuất sắc, ngoài được nhận ban thưởng phong phú ra, còn có khả năng được luyện đan sư nhị phẩm, thậm chí tam phẩm luyện đan sư nhìn chúng rồi thu làm đệ tử môn hạ, là một cơ hội hiếm có. Lý Ngọc không hứng thú với việc thu đồ đệ, trong đầu hắn chỉ nghĩ đến 30 viên thông mạch đan kia. 30 viên thông mạch đan này là ban thưởng hạng nhất, không lo việc giới hạn mua, cũng không mất tiền, chỉ cần thi đấu là coi như đến tay, so với làm nhiệm vụ kiếm linh tệ còn nhanh hơn. Lý Ngọc vội vàng hỏi, làm thế nào để tham gia cuộc thi đấu này? Hàn Thiên Hành giải thích cho hắn, đan đạo học đồ muốn thi đấu, yêu cầu có luyện đan sư nhất phẩm tiến cử. Đời này của Lão Phù có 2 cái danh ngạch, nếu người muốn tham gia, Lão Phù lưu lại cho người 1 cái. Lý Ngọc ôm quyền, cúi đầu, tạ ơn Hàn trưởng lão, ta sẽ tham gia. Lý Ngọc ở chỗ này thêm một lúc nữa, hỏi chi tiết thêm về cuộc thi đấu này. Phái Côn Luân dùng đan đạo lập phái, trong mấy vạn đệ tử thì có mấy ngàn tên đan đạo học đồ. Mục đích của tông môn tổ chức cuộc thi hàng năm giữa các đan đạo học đồ, chủ yếu là để lựa chọn ra những đệ tử có thiên phú luyện đan từ trong số đó. Những đệ tử có thiên phú cao sẽ được bồi dưỡng trọng điểm, họ có thể sẽ trở thành những vị đan đạo đại sư trong tương lai. Đứng 10 hạng đầu trong cuộc thi không chỉ có ban thưởng phong phú, còn có thể được luyện đan sư cấp cao nhìn chúng, từ đó một bước lên mây như diều gặp gió. Phát hiện Lý Ngọc rất hứng thú với chuyện này, nên Hàn Thiên Hành lại tiếp tục giảng giải. Thiên phú luyện đan của ngươi không tồi, nhưng cũng không được quá mức tự đại. Đối thủ thi đấu của ngươi không phải là những đệ tử mới ở đan đỉnh phong này, trong đó không ít người là đệ tử của luyện đan sư đẳng cấp cao trong môn phái. Bọn họ đều giống như người, tất cả đều đồng tu, thậm chí là 3-2 cái linh mạch. Người muốn vào được 10 thứ hạng đầu cũng không phải dễ dàng. Trong số bọn chúng còn có rất nhiều người có thể luyện chế ra đan dược siêu phẩm, thậm chí còn có thể luyện chế ra được cả đan dược cực phẩm. Lý Ngọc cười cười đáp lại, ta cố hết sức là được. Hàn Thiên Hành nghĩ nghĩ một chút lại nói thêm, đúng rồi, đan đạo học đồ tham gia thi đấu còn cần tìm trợ thủ nữa,
Vì thời gian thi đấu hạn chế nên yêu cầu có một người giúp ngươi xử lý mấy việc vặt vãnh như kiểm tra dược thảo, chiết xuất đan dịch. Ngươi có thể xem trong nhóm thủ hạ đệ tử của ta. Nếu ưng người nào, ta sẽ giúp ngươi đánh tiếng, đến lúc đó để cho bọn họ đi giúp ngươi. Lý Ngọc suy nghĩ một chút rồi nói ra: Cảm ơn Hàn trưởng lão, nhưng mà không cần đâu, ta đã có một người. Bích Vân Phong, Chu Tử Tuyền nhìn Lý Ngọc có chút bất ngờ nói: Người muốn tham gia thi đấu đan đạo học đồ? Cuộc thi này nàng đã biết rõ từ nửa tháng trước, bởi vì đến lúc đó cần phải cung cấp một lượng lớn linh thảo linh dược, nên Bích Vân Phong đã phải bắt tay vào chuẩn bị từ nửa tháng trước rồi. Chỉ là nàng bất ngờ vì Lý Ngọc vừa mới nhập tông, nhanh như vậy đã tham gia thi đấu. Theo nàng biết được thì người có tư cách tham gia thi đấu hầu hết đều là những đệ tử của những luyện đan sư cấp cao kia. Họ đều đã nhập môn mấy năm, tại tạo nghệ bên tổng đan đạo đều là sư huynh sư tỷ. Lý Ngọc vừa mới luyện học đan mấy tháng, vậy mà cũng tham gia lần này. Lý Ngọc liếc nhìn nàng một cái, hỏi: Sao thế? Không tin ta à? Chu Tử Tuyền nói: Không phải, chỉ là có chút bất ngờ. Vậy ta chúc ngươi may mắn từ trận đầu, trong cuộc thi lấy được thành tích tốt. Lý Ngọc nhìn nàng, nói: Tham gia thi đấu, yêu cầu một người giúp đỡ chiết xuất linh dịch, ngươi có muốn giúp ta hay không? Chu Tử Tuyền gật đầu, không chút do dự, cười nói: Được, ta cho ngươi biết, ta chiết xuất đan dịch rất thuần thục, ngay cả Trương sư tỷ cũng khen ta có thiên phú đấy, nhất định sẽ không liên lụy ngươi, đến lúc đó để ngươi xem thủ pháp của ta. Có rất nhiều ngọn núi nổi danh ở bên trong Côn Luân Động Thiên như Ngọc Hư Phong, đó là nơi tu hành của trưởng giáo, lại như Ngọc Châu Phong, là nơi thanh tu của tổ sư Nguyên Anh hậu kỳ Huyền Chân. Còn Linh Hư Phong, mặc dù thường ngày ít được chúng đệ tử nhắc tới, nhưng vào ngày mùng 7 tháng chạp hàng năm, gần như toàn bộ tầm nhìn của Côn Luân đều hội tụ ở đây. Đan đạo học đồ mỗi năm thi đấu một lần, hôm nay cử hành tại Linh Hư Phong. Mặc dù chỉ là tiết thi của các đan đạo học đồ với nhau, nhưng tông môn lại hết sức coi trọng. Nơi này thường luôn được đại trận bao trùm cả ngọn núi, chỉ có trong ngày tỉ thí mới được mở ra. Mỗi một vị luyện đan sư đều bắt đầu từ đan đạo học đồ. 8 vị đan đạo tông sư của tông môn đều đã từng là người đứng đầu trong cuộc thi này khi họ vẫn còn đang là đan đạo học đồ. Đối với luyện đan sư mà nói thì đây cũng là vinh quang to lớn trên con đường luyện đan này. Điều này cũng dẫn đến cuộc thi đấu của đan đạo học đồ hàng năm có sự cạnh tranh vô cùng quyết liệt. Có một số người đã có thực lực luyện đan sư nhất phẩm nhưng lại chậm chạp không đi khảo hạch lên cấp. Chính là vì chờ đến cuộc thi này, chiếm lấy vị trí đầu tiên, làm dấu ấn vững chắc trên đan đạo sau này. Bởi vì một số nguyên nhân mà cuộc thi năm nay còn quyết liệt hơn so với mọi năm vừa qua. Truy xét nguyên nhân thì vẫn liên quan đến cái quy định giới hạn mua thông mạch đan kia. Quy định đưa xuống khiến một ít đệ tử của các trưởng lão cũng rơi vào tình huống khan hiếm thông mạch đan. Vậy nên càng thêm có nhiều người chú ý đến cuộc thi này hơn. Nếu có thứ tự tốt trong cuộc thi, có thể được ban thưởng khá nhiều thông mạch đan. Nếu như trước đây bọn họ còn thấy chướng mắt cái phần thưởng này, thì bây giờ lại nghĩ đủ mọi cách để đạt được nó. Giờ phút này, đại trận của Linh Hư Phong đã được mở ra. Trên đỉnh núi có một cái sân rất rộng, trên đó bày chi chít từng bệ đá, có một trận pháp bao trùm cả khu vực đó. Trận pháp này không ảnh hưởng tầm nhìn, mà chỉ có tác dụng ngăn cách âm thanh và gió, để không quấy rầy đến người dự thi ở bên trong. Trên khu đất trống của bình đài bên ngoài đã bị các đệ tử tới xem náo nhiệt đứng chật ních. Ở một vài ngọn cây cao phía xa, một chút cũng có người trên đó, còn có cả mấy chiếc linh thuyền to lớn đang trôi lơ lửng phía trên. Trên đó có một vài trưởng lão chấp sự đang vừa uống trà vừa quan sát cuộc thi quan trọng mà mỗi năm được tổ chức một lần, thi thoảng rảnh rỗi còn nói chuyện phiếm vài câu. Lần này thi đấu, các vị đoán ai sẽ là người được giải nhất?
Vòng đi vòng lại cũng đến lượt ái đồ của sư thúc đan dương tử rồi. Triệu Vô Lượng đã sớm có thể luyện chế được đan dược cấp 1, nhưng vẫn chưa đi tham gia khảo hạch thăng cấp, chính vì đoạt vị trí khôi thủ một lần. Đáng tiếc là năm nào cũng có hắc mã xuất hiện, khiến hắn 4 năm liên tiếp đều đứng thứ hai. Ta thì lại coi trọng đồ nhi của Trường Xuân chân nhân, tiểu cô nương kia mới 15 tuổi, đồng tu 4 đầu linh mạch, tông môn đã bồi dưỡng nàng như một vị đan đạo tông sư kế tiếp rồi. Tiểu cô nương kia còn rất nhiều cơ hội, ta vẫn đánh giá cao Triệu Vô Lượng hơn một chút. Thế nhưng ta có nghe nói, một tháng trước nàng mở lò, một lò luyện được 5 viên đan dược cực phẩm. Đừng nói là những học đồ này, mà phần lớn luyện đan sư nhị phẩm cũng không có tỷ lệ luyện ra cực phẩm cao đến như vậy. Cái này là thiên phú. Còn có mấy người như Hà Tiến là môn hạ của Vương Sư Huynh, Đặng Thanh Tùng môn hạ của Lưu Sư Huynh, Lưu Nhân môn hạ của Phùng Sư Huynh, bọn họ cũng đều tham gia thi đấu lần này. Lần so tài này chắc chắn là lần đáng xem nhất trong mấy năm gần đây. Thật đúng là mong chờ. Linh Hư Phong, bình đài trên đỉnh núi, Lý Ngọc đứng ở bên cạnh một bệ đá hình chữ nhật, trên đó đặt một ít dược thảo, bình ngọc, bát ngọc cùng một cái lò đan. Vì phòng ngừa ăn gian nên tất cả nguyên vật liệu được sử dụng trong cuộc thi đều do tông môn chuẩn bị trước. Chu Tử Tuyền đứng ở bên cạnh hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đám dược thảo bên trên bệ đá. Vì căng thẳng mà hai bàn tay nàng nắm chặt đến mức trắng bệch, nổi cả xương tay. Lý Ngọc nhịn cười không được, nói với nàng: "Là ta tham gia tỉ thí chứ đâu phải cười, sao ngươi còn căng thẳng hơn ta vậy?" Chu Tử Tuyền mím môi, lắp bắp: Ngươi liền một chút khẩn trương cũng không có sao?" Lý Ngọc nhún vai nói nhỏ: "Trạng diện nhỏ thôi, thả lỏng, thả lỏng." Nét mặt của hắn vẫn bình thường, nếu chỉ có như vậy đã căng thẳng thì hắn đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Kiếp trước ở Đông Nam Á, hắn bị chĩa súng vào đầu ngay trước mặt ngàn người mà còn bình tĩnh nói chuyện cùng đối phương được. Lần này cũng chỉ là luyện đan mà thôi, có cái gì mà căng thẳng. Nhưng mà hắn nhìn xung quanh, không ít người bên cạnh đều đang hoặc có chút căng thẳng. Điều này cũng rất bình thường. Luyện đan sư đều luyện đan trong môi trường yên tĩnh và kín đáo. Đột nhiên lại ở hoàn cảnh như thế này, người bình thường sẽ hơi khó thích ứng được. Đây cũng là một loại khảo nghiệm của tông môn đối với bọn họ. Nhưng Lý Ngọc lại vững như bàn thạch. Bên cạnh hắn cũng có một thiếu nữ, nhìn khoảng 15-16 tuổi gì đó, xinh xắn đáng yêu, cũng không thấy căng thẳng chút nào, đang nghiêng người tựa vào bệ đá, miệng còn ngâm nga hát một khúc dân ca nào đó. Ngay cả trợ thủ bên cạnh nàng cũng không có chút nào luống cuống, đang cười hì hì và nói cái gì đó với nàng. Lý Ngọc cũng thuận miệng nói vài câu với Chu Tử Tuyền để giúp nàng giảm bớt cảm giác căng thẳng. Một lúc sau, bên tai truyền đến mấy tiếng chuông nặng nề, rồi một giọng nói hùng hậu vang lên, quanh quẩn bên trên bọn họ. Thi đấu đan đạo học đồ lần này chính thức bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, đám người đều đồng loạt hành động. Bên cạnh một cái nghìn cái thạch đài, mọi người bắt đầu lu bu công việc. Trong vòng tỉ thí thứ nhất có một canh giờ, nhóm trợ thủ sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để chiết xuất đan dược. Nhóm luyện đan sư thì đứng bên cạnh lò đan, đem tình trạng của mình chuẩn bị đến tốt nhất để đảm bảo luyện đan thật tốt. Thi đấu có 3 vòng, quy tắc mỗi vòng cũng không giống nhau. Vòng thứ nhất có 1.000 người tham gia, vào sau một sẽ đào thải 9 thành, chỉ để lại 100 người. Vòng này yêu cầu tương đối lỏng lẻo, có 3 phần vật liệu trên bệ đá, yêu cầu tất cả luyện đan sư chế ra được 10 viên chỉ huyết đan, và trên mỗi viên đó đều phải có 3 đạo đan văn trở lên. 3 phần vật liệu, nếu không luyện chế ra được 10 viên chỉ huyết đan thượng phẩm thì trực tiếp bị loại. Nếu có hơn 100 người hợp cách thì lại xem xét hao phí vật liệu, phẩm chất đan dược, lấy 100 người thành tích tốt nhất vào vòng 2. Vòng 1 ngày yêu cầu chính là dùng ít vật liệu nhất để luyện chế ra nhiều đan dược nhất và chất lượng đan dược tốt nhất. Luyện đan sư khác thì đang điều chỉnh trạng thái của bản thân,
Lý Ngọc thì đang xem Chu Tử Tuyền chất lọc linh dịch. Nàng chính là học cái này ở Bích Vân Phong. Động tác của nàng lưu loát, rõ ràng như mây trôi nước chảy. Ngay cả cô gái bên cạnh cũng phải nhìn nàng thêm mấy lần. Rất nhanh, một phần đan dịch thể đã được chuẩn bị xong. Lý Ngọc đem đan dịch thể mà Chu Tử Tuyền đã chuẩn bị tốt rót vào lò đan, bắt đầu luyện chế. Gần như cùng lúc, cô gái bên cạnh cũng bắt đầu luyện đan. Khi lần đầu tiên luyện đan, Lý Ngọc mất gần nửa canh giờ mới luyện chế xong một lò đan dược. Theo tu vi tăng lên, thời gian luyện đan của hắn càng ngày càng rút ngắn. Đến bây giờ, nhanh nhất khoảng chừng một khắc đồng hồ. Nhưng đây mới chỉ là vòng thứ nhất, cũng không cần dùng hết sức làm gì. Trong quá trình luyện đan, trên bình đài cũng liên tiếp có sự cố phát sinh. Đùng! Một tên luyện đan sư vì quá căng thẳng đến mức run tay, khiến rơi mất bát ngọc đang đựng đầy đan dịch. Tiếng rơi vỡ dọa đến một vị đan sư khác ngay bên cạnh. Vị này vốn đã cho đan dịch vào lò luyện đan rồi, nhưng vì chuyện này khiến tay run lên một cái, hỏa diễm liền bị mất khống chế. Phốc! Một làn khói đen bay ra từ trong lò đan. Lò này của hắn, thế là hỏng mất. Hắn hùng hằng trợn mắt với vị thí sinh bên cạnh một cái, rồi lại vội vàng thúc giục trợ thủ chuẩn bị phần thứ hai. Theo thời gian trôi qua, trên bình đài to lớn này có rất nhiều thí sinh xuất hiện sai lầm, thậm chí có người còn ảnh hưởng liên tiếp hai lần, khiến tâm tính nổ tung, trực tiếp xông đến đánh nhau cùng vị ảnh hưởng mình ngay bên cạnh. Đương nhiên kết quả là vị đệ tử chấp sự duy trì trật tự lôi xuống, trong vòng 3 năm tiếp theo bị cấm thi đấu. Khoảng một khắc đồng hồ sau, phạm vi 3 trượng xung quanh Lý Ngọc chỉ còn lại cô gái luyện đan sư kia. Xung đột vừa rồi của hai vị luyện đan sư cạnh hắn đưa tới phản ứng dây chuyền liên tiếp, khiến luyện đan sư xung quanh đó đều bị ảnh hưởng, làm lãng phí hầu hết vật liệu, đành phải bất đắc dĩ rời khỏi. Trên lò đan của Lý Ngọc, hỏa diễm vẫn bình ổn. Rất mau, hắn đã ngửi được một cỗ đan hương nồng đậm. Bên cạnh hắn, thiếu nữ kia cũng vừa mở lò. 10 viên đan dược, 2 viên cực phẩm, 8 viên siêu phẩm. Chỉ ngửi đan hương, Lý Ngọc cũng đoán ra được phẩm chất của đan dược, bởi hắn đã quá quen thuộc với hương vị này. Điều này cũng khiến hắn kinh ngạc. Quả nhiên không thể coi thường anh hùng trong thiên hạ được. Phái Côn Luân quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Thiếu nữ còn nhỏ tuổi như vậy mà trên thuật luyện đan đã có trình độ bằng 6-7 phần của hắn. Linh Hư Phong có một tòa đại điện ở bên cạnh bình đài, nơi các thí sinh đang tham gia thi đấu. Hơn 10 bóng người đang đứng bên trong đó. Thân phận của bọn họ đa phần là luyện đan sư nhị phẩm. Có 2 người đứng đầu trong đó, mặc trang phục có ấn ký lò đan, bên trên thêu 3 cái hoa văn, thể hiện thân phận luyện đan sư tam phẩm, tu vi ít nhất là kim đan kỳ. Luyện đan sư nhất phẩm là một đạo lạch trời, sau đó thì càng tấn cấp càng khó. Mặc dù là Côn Luân với đan thuật có tiếng, nhưng toàn bộ môn phái cũng chỉ có hơn 30 vị luyện đan sư tam phẩm. Mỗi vị đều có địa vị hết sức cao thượng trong môn phái. Một vị luyện đan sư nhị phẩm đang xem danh sách thí sinh nói ra: "Lần này tỉ thí nhất định sẽ rất đặc sắc. Nhiều cái tên ở trên này ta đã thật lâu không thấy thi đấu." Một vị khác bên cạnh cũng nói: "Trước đây có rất nhiều người cắm đầu vào luyện đan để kiếm linh tệ, để đổi lấy thông mạch đan, đột phá cảnh giới. Nhưng bây giờ mỗi vị đệ tử chỉ được mua 3 viên mỗi tháng, nên bọn họ đều là vì ban thưởng nên mới tới đây đấy." Vị luyện đan sư nhị phẩm kia mỉm cười tiếp lời: "Bởi vậy mới nói thì đấu sẽ rất đặc sắc." Vừa lúc ánh mắt hắn đảo qua một cái tên, hoài nghi liếc nhìn, lại lắc đầu nói: "Lý Ngọc, tu vi luyện khí tầng 2. Luyện khí tầng 2 thì có thể luyện ra đan dược gì? Ôi, sao bây giờ thể loại gì cũng có thể tham gia thi đấu đan đạo vậy?" Mọi người cứ như vậy thảo luận, nói đùa. Thời gian trôi đi, thi thoảng lại có một đệ tử chấp sự từ bên ngoài đi tới, báo cáo tình huống bên ngoài. Một tên đệ tử vội vàng đi tới, báo cáo: "Chị sư muội đã khai lò, nàng chỉ dùng một phần vật liệu, luyện chế được 2 viên đan dược cực phẩm và 8 viên đan dược siêu phẩm." Mọi người nghe vậy không khỏi sợ hãi thán phục.
Bọn họ đều là luyện đan sư nhị phẩm trở lên, nên luyện chế đan dược cấp thấp không có vấn đề gì. Tùy tiện luyện cũng có thể luyện ra 10 viên đan dược siêu phẩm, nhưng được như vậy vì họ đều có pháp lực thâm hậu chống đỡ, còn chỉ dùng tu vi luyện khí kỳ mà luyện chế ra đan dược cực phẩm thì thành tựu tương lai của nàng nhất định cao hơn bọn họ. Có người biết được nội tình, nói ra, không hổ danh là đệ tử thân truyền của sư tổ Đan Dương Tử, một lò có 2 viên đan dược cực phẩm, còn chưa phải cực hạn của nàng đâu. Ta nghe nói, lần nhiều nhất trong lò của nàng còn xuất hiện 5 viên cực phẩm cơ. Thật hổ thẹn, ta luyện đan 200 năm, còn chưa xuất hiện nổi lò nào có 5 viên cực phẩm. Vậy vị trí số 1 của Vô Lượng Sư Điệt sẽ không bị đoạt mất đi chứ? Nghe nói hắn bị đoạt mất 3-4 lần gì rồi đó. Thật thảm. Theo thời gian dần dần trôi, lần lượt lại có đệ tử đến báo cáo. Sư huynh Triệu Vô Lượng dùng một phần vật liệu luyện chế được 3 viên đan dược cực phẩm, 7 viên đan dược siêu phẩm. Sư huynh Hà Tiến, một phần vật liệu, 8 viên siêu phẩm, 2 viên thượng phẩm. Sư huynh Lưu Nhân, một phần vật liệu, 6 viên siêu phẩm, 4 viên thượng phẩm. Trên sân luyện đan, đã qua 2 khắc đồng hồ kể từ khi bắt đầu thi đấu. Một khắc đồng hồ trước, thiếu nữ bên cạnh Lý Ngọc đã thành công ra lò đan dược. Còn hắn lúc này mới điềm tĩnh, rút pháp lực về, thu hỏa diễm lại, rồi mở ra lò đan. Chu Tử Tuyền một mực căng thẳng thần kinh, còn không dám nhìn vào trong đó, nhưng lại vội vàng hỏi Lý Ngọc. Kết quả thế nào rồi? Lý Ngọc nhìn lò đan, cười nói. 5 viên siêu phẩm, 5 viên thượng phẩm. Chu Tử Tuyền cũng không hiểu rõ lắm về phẩm cấp đan dược, nên lại hỏi. Vậy có thể tấn cấp không? Lý Ngọc chưa kịp trả lời thì thiếu nữ ở bệ đá bên cạnh đã nói. Một phần vật liệu tỷ lệ một nửa siêu phẩm, một nửa thượng phẩm đương nhiên có thể tấn cấp, mà thứ tự ít nhất cũng phải xếp trước 20. Chu Tử Tuyển nghe vậy liền thở vào nhẹ nhõm. Thời điểm luyện đan, Lý Ngọc có chú ý những người bên cạnh. Phần lớn trong số đó có thể xuất hiện một viên siêu phẩm, coi như đã là không tệ. Hắn cũng khống chế bản thân, cố gắng không để cho mình quá nổi bật ở vòng thứ nhất, sẽ gây nên chú ý không cần thiết. Cô gái kia nhìn qua Lý Ngọc, hỏi hắn. Ghi tên là gì? Là đệ tử của vị sư thúc nào? Sao trước giờ ta chưa nghe nói qua? Nam nhân trẻ tuổi bên cạnh nàng đã thành công làm nàng chú ý. Còn trẻ tuổi như vậy, tỷ lệ thành đan cũng cao. Vậy ở trong hàng đệ tử tại tông môn, chắc chắn không vô danh. Lý Ngọc đáp. Ta là Lý Ngọc, không có sư phụ. Thiếu nữ dường như nhớ ra điều gì, bật thốt lên. Lý Ngọc, vua cơm mềm. Trao đổi giữa hai người đến đây là kết thúc. Hắn tự tay đưa đan dược vừa luyện chế tới cho đệ tử chấp sự cầm đi ghi chép thành tích của hắn, xong lại trở về nói chuyện phiếm với Chu Tử Tuyền. 3 vòng tỉ thí được tiến hành trong một ngày, nên luyện xong sớm một chút là được nghỉ ngơi, có thể tiết kiệm được tinh lực để ứng đối vòng sau. Lúc nói chuyện cùng với Chu Tử Tuyền, Lý Ngọc cũng biết nàng vừa mở được huyệt vị thứ 2. Đây là một chuyện vui, vì sau khi nàng tiến nhập môn phái, một thời gian dài bận rộn ở linh điền, không có cả thời gian tu hành tử tế, vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn đã tự mình giải khai huyệt đạo thứ 2. Nói rõ thiên phú của nàng cũng không tệ, tương đương như Lý Ngọc, cho dù lần trước không được tiến nhập Côn Luân, thì 2 năm sau nhất định cũng sẽ được chọn. Thấy Lý Ngọc và Chu Tử Tuyền trò chuyện vui vẻ, khiến thiếu nữ rất ngạc nhiên. Chẳng phải nói Lý Ngọc kia là thanh mai trúc mã của Khương Sư Tỷ hay sao? Sao lại mập mờ với một cô gái xinh đẹp khác rồi? Nhưng rất nhanh, nàng đã nghĩ được rõ ràng Khương Sư Tỷ là ai, còn Lý Ngọc hắn lại là ai. Một đệ tử bình thường như hắn làm sao xứng đôi với Khương Sư Tỷ, còn không bằng đổi mục tiêu, miễn cho cuối cùng lại lấy giỏ trúc múc nước, công dã tràng. Có mỹ nhân bên cạnh nên thời gian trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác đã đến lúc tiếng chuông gõ vang báo hiệu hết giờ vòng thi thứ nhất. Đến lúc này mà vẫn chưa luyện xong đan dược thì coi như không có khả năng tấn cấp. Trên thực tế thì những người mà mãi hơn một nửa canh giờ mới luyện chế thành công cũng đều bị loại bỏ. Đại đa số mọi người ở đây
chỉ là lá xanh làm nền mà thôi. Lý Ngập đương nhiên là không có bất ngờ gì tấn cấp thành công. Tỷ thí đàn đạo bình chọn rất đơn giản, ngay cả ban giám khảo cũng không cần dùng. Chất lượng đan dược rõ ràng như vậy, đan dược siêu phẩm chính là đan dược siêu phẩm, mà đan dược cực phẩm chính là đan dược cực phẩm. Đan văn không có cách nào làm giả được, cũng không có khả năng thao tác tại đây. Trong số 100 người tấn cấp thì Lý Ngọc xếp hạng thứ 12. Hàn trưởng lão nói không sai, đệ tử Côn Luân Ngọa Hổ Tàng Long, thiếu nữ bên cạnh hắn xếp hạng 2, còn vị trí thứ nhất thì trong một lọ đan được có 3 viên đan dược cực phẩm. Không tệ, đã có 8 phần trình độ của hắn. Đợt tỉ thí thứ 2 còn 100 người được chọn ra từ 1.000 người trước đó. Vòng này như cũng vẫn là loại bỏ 9 phần người dự thi, tức là chỉ lấy 10 người có thứ hạng cao nhất để vào vòng 3. Độ khó của vòng này cũng cao hơn một chút. Vòng thứ nhất thì mỗi người có 3 phần dược liệu, nhưng vòng này giảm xuống chỉ còn 2 phần và vẫn như cũ là cần ra thành phẩm 10 viên đan dược. Thời gian cũng rút ngắn xuống còn nửa canh giờ, dùng số lượng đan dược và phẩm chất để xếp hạng. 10 người xuất sắc nhất sẽ được chọn ra trong vòng này. Bệ đá trên quảng trường, đa số người đã bị loại gần hết, chỉ còn lại 100 người. Khoảng cách giữa hai thí sinh cũng kéo dài ra, tránh xuất hiện tình huống ảnh hưởng đến nhau. Cùng với tiếng chuông báo hiệu vang lên, đợt tỉ thí thứ 2 chính thức bắt đầu. Vòng này yêu cầu luyện chế giải độc đan. Chu Tử Tuyền liền chuẩn bị dịch thể đan cho hắn xong xuôi, nhưng Lý Ngọc cũng chưa bắt đầu luyện ngay. Nửa canh giờ quá dư giả thời gian với hắn. Lý Ngọc đang tựa vào bệ đá, nhắm mắt nghỉ ngơi. Rất nhiều người cũng đang giống hắn, cũng chưa lập tức bắt đầu mà vẫn đang ngồi điều tức, hoặc ăn vào hồi khí đan, hồi phục pháp lực, đem trạng thái kéo lên đến tốt nhất. Một khắc đồng hồ sau, Lý Ngọc mở to mắt, đôi lông mày nhảy lên, nhìn về phía hư không phía trước. Chẳng biết lúc nào mà ở đó đã xuất hiện một cái màn hình lớn bằng nước, phía trên đó còn có một hàng chữ đang chớp động. Triệu Vô Lượng, đan dược cực phẩm 2, đan dược siêu phẩm 8, đan văn 42. Hàng chữ này vừa xuất hiện bên trên màn hình nước, thì ngay sau đó lại xuất hiện thêm một hàng. Trịnh Khả Kỳ, đan dược cực phẩm 2, đan dược siêu phẩm 8, đan văn 42. Đợt thứ 2 vừa mới bắt đầu được một nửa thời gian, đã có 2 người luyện chế thành công. Không những vậy, chất lượng của đan dược còn cao đến dọa người. Nhóm luyện đan sư chưa bắt đầu cũng đã ngồi không yên, bắt đầu hành động. Lý Ngọc cũng bắt tay vào, đem dịch thể đan đổ vào trong lò, bắt đầu luyện đan. Nhóm người bên trong trận pháp đang hết sức chăm chú, yên tĩnh, im lặng. Còn ở phía bên ngoài trận pháp thì không giống vậy, sớm đã sôi trào một mảng. Triệu sư huynh thật là lợi hại, lần này không phải hắn hạng nhất thì là ai? Quần què, ta ủng hộ Trịnh sư muội, Trịnh sư muội nhất định sẽ thắng. Triệu sư huynh đã 4 năm liên tục về nhì, Trịnh sư muội còn trẻ như vậy, sau này còn có rất nhiều cơ hội, coi như lần này thành toàn cho hắn đi. Mặc kệ ai thắng, hai người bọn họ đều là người xuất sắc nhất trong đám đệ tử thế hệ này. Hai người có thiên phú đàn đạo tốt như vậy, thành tựu sau này ít nhất cũng là đan sư tam phẩm. Còn có thể tiến thêm hay không thì phải xem tạo hóa. Bất luận bên ngoài huyên náo như thế nào, nhóm luyện đan sư bên trong cũng không nghe được cái gì, bởi vì đã được ngăn cách bởi trận pháp. Có thể đi vào vòng thứ hai thì đều là người nổi bật bên trong đám học đồ, nên phẩm chất đan dược ra lò bình quân đều cao hơn vòng thứ nhất rất nhiều. Trong đó có người tự tin vào bản thân, chỉ dùng đến một phần vật liệu. Có người muốn tốt hơn nên luyện chế hai lò, lựa chọn phẩm chất tốt nhất trong đó. Thời gian tiếp tục trôi, trên màn nước không ngừng hiện lên từng dòng chữ. Đặng Thanh Tùng, đan dược siêu phẩm 8, đan dược thượng phẩm 2, đan văn 38. Hà Tiến, đan dược siêu phẩm 6, đan dược thượng phẩm 4, đan văn 36. Lưu Nhân, đan dược siêu phẩm 5, đan dược thượng phẩm 5, đan văn 35. Những cái tên trên màn nước đại khái chia làm 3 cấp. Triệu Vô Lượng và Trịnh Khả Kỳ luyện ra đan dược cực phẩm nên thuộc nhóm nhất kỵ tuyệt trần. Đặng Thanh Tùng
Hà Tiến, Lưu Nhân, các sư phụ là luyện đan sư tam phẩm, cũng không làm mất mặt sư phụ của họ, vững vàng chiếm vị trí top 5. Những đệ tử sau ra lò phần lớn là đan dược thượng phẩm, ngẫu nhiên có xuất phẩm, siêu phẩm xuất hiện. Theo nhân số kết thúc luyện chế ngày càng nhiều, xếp hạng trên mặt nước cũng không còn nhiều biến động nữa. 10 vị trí đầu đã thật lâu, không có gì thay đổi. Cao Thiên nhìn xếp hạng của mình trên mặt nước, thở một cái thật dài. Lần này hắn phát huy vượt xa ngày thường. Hai lô đan dược ra 3 viên siêu phẩm, vừa vặn xếp ở vị trí thứ 10. Chỉ cần vài tên phía sau, không có ai cao hơn hắn nữa, thì lần này hắn đã thành công tiến vào 10 hạng đầu rồi. Mặc dù hắn chỉ đứng chót trong 10 người, nhưng đây vẫn là một phần vinh dự hiếm thấy. Phát hiện không xa có một tên luyện đan sư vẫn chưa kết thúc, ánh mắt hắn bỗng láo liên, che miệng lớn tiếng ho khan. Thành tích của hắn không thể sửa lại, nên chỉ có thể làm ảnh hưởng người khác. Có điều hắn chỉ mới kịp ho một tiếng, đã có một đệ tử chấp sự xinh đẹp đi tới, trừng mắt lên, nhìn hắn một cái, thấp giọng cảnh cáo. Khục cái gì mà khục, muốn hò đi ra chỗ khác. Thái độ của nàng rất hung hãn, khiến Cao Thiên cũng hoảng sợ, chút nữa thì không đứng vững được. Nhưng mà tên luyện đan sư kia đã thu hỏa diễm, Cao Thiên cũng không thèm để ý đến cô gái hung dữ này nữa. Hắn bước nhanh đến bên cạnh tên luyện đan sư kia, mắt hướng về phía lò đan thăm dò. 5 viên đan dược siêu phẩm, 5 viên thượng phẩm. Xong, sắc mặt Cao Thiên đã tái nhợt, hắn cũng đã nhìn thấy 10 thứ hạng đầu đang cách hắn xa dần. Lý Ngọc, đan dược siêu phẩm 5, đan dược thượng phẩm 5, đan văn 35. Trên màn hình nước lại có một dòng chữ hiện lên, cho đến khi người cuối cùng kết thúc luyện đan thì 10 hạng đầu của lần thi đấu này cũng đã có danh sách. Lúc này ở phía ngoài trận pháp cũng đã thấy được màn hình nước và 10 cái tên đã xuất hiện trên đó. Theo thời gian thi đấu trôi qua, số lượng người đổ về Linh Hư Phong để xem thi đấu lại càng nhiều. Thi đấu đan đạo học đồ hàng năm, mà được chú ý nhất tự nhiên là vòng cuối cùng. Phải biết là có 1.000 vị học đồ tham gia thi đấu, họ vốn là những người nổi bật trong hàng đệ tử, mà 10 người thi đấu ở vòng này chính là nhân tài kiệt xuất nhất được tuyển chọn ra từ 1.000 người kia. Có khả năng có người trong số họ sẽ là đan đạo tông sư trong tương lai. Một đám đệ tử Côn Luân đều có nhân tuyển đạt giải nhất riêng của họ. Triệu sư huynh đang tạm thời dẫn đầu, lần này hắn có khả năng đạt hạng nhất rồi. Triệu sư muội vừa xuất đạo đã đứng ở đỉnh phong. Triệu sư huynh, Trịnh sư muội, Đặng sư huynh, Hà sư huynh, Lưu sư huynh, Lý Ngọc đều là những cái tên quen thuộc. À, khoan khoan đã, hình như có gì đó sai sai. Con người nhìn danh sách phía trên màn nước, chợt ý thức được điều gì. Lý Ngọc à? Lý Ngọc? Cái tên này sao lại nghe quen thế nhỉ? Không phải là cái tên vua cơm mềm, thành mài trúc mã của Khương sư muội sao? Hắn thế mà tham gia thi đấu, lại còn tiến nhập 10 hạng đầu, cùng đứng song song thứ 5 với Lưu sư huynh. Không phải là trùng tên chứ? Có thể lắm. Sau khi cái tên Lý Ngọc xuất hiện, chủ đề nói chuyện của đám đệ tử bên ngoài bỗng nhiên lệch mất. Cái tên này cũng không xa lạ gì, mấy hôm nay thường xuyên được các đệ tử nhắc đến, một nguyên nhân trong đó cũng vì hắn có liên quan đến Khương sư muội. Một nguyên nhân khác chính là hắn đã tạo nên truyền kỳ bằng sức của bản thân mà khiến cả tông môn phải ra một cái quy định riêng. Chuyện này có lợi đối với đám đệ tử cấp thấp nên bọn họ khá là có hào cảm với hắn. Tất nhiên điều đó cũng không khiến bọn họ bớt ghen ghét cùng hâm mộ Lý Ngọc. Rất nhiều đệ tử Côn Luân đều cho rằng hắn chính là một thằng ăn bám, ngoài đẹp trai ra thì cái gì cũng kém. Nhưng cuộc thi đấu lần này lại khiến họ phải đổi mới cách nhìn. Có thể từ trong 1.000 vị học đồ tinh anh đi đến 10 hạng đầu cũng không phải là việc mà một tiểu bạch kiểm có thể làm được. E là thằng nhãi kia có chút bản lĩnh đấy, không phải một chút mà là rất rất nhiều. Mới đầu còn có người hoài nghi có phải trùng tên trùng họ hay không, nhưng rất nhanh đã có người nói chính mình vừa nhìn thấy Lý Ngọc luyện đan ở trong kia, cái gương mặt phong độ tuấn lãng đứng đó cũng chính là vị nhân vật phong vân kia.
còn một đám đệ tử ở Đan Đình Phong đến đây xem náo nhiệt thì sớm đã kinh ngạc rớt cằm. Lý Ngọc cùng nhập môn với bọn hắn ngắn ngủi mấy tháng mà người ta đã đi thi đấu đan đạo, còn được vào 10 thứ hạng đầu. Bọn họ thì ngay cả một lò luyện đan, luyện chế còn chưa xong. Thật là người so với người, dỗi điên người. Ngay cả cái người đề nghị Lý Ngọc đi thi đấu lần này là trưởng lão Hàn Thiên Hành đang đứng trong một góc hành lang kia, cũng bị bất ngờ đến cực độ. Tuy nói là lão đề nghị Lý Ngọc đi tham gia thi đấu, nhưng khi Lý Ngọc thật sự một đường quá quan trảm tướng, sát nhập 10 thứ hạng đầu, lão vẫn cảm thấy thật không tưởng tượng nổi. Mới học luyện đan được 3 tháng, vẫn là lần đầu tiên tham gia thi đấu mà đã tiến vào top 10, cái này chắc cũng tính là lịch sử lần đầu tiên xuất hiện ở phái Côn Luân. Trên đỉnh Linh Hư, 100 tòa bệ đá chỉ còn lại 10 cái, khoảng cách mỗi bệ đá là hơn 10 trượng, để đảm bảo lúc luyện đan họ sẽ không ảnh hưởng đến nhau. Lý Ngọc và Chu Tử Tuyền đứng sau bệ đá, phía trước không xa còn có một vị đệ tử chấp sự đang đứng nhìn bọn họ chằm chằm, quan sát nhất cử nhất động của bọn họ để phòng ngừa gian lận, đồng thời cũng có thể hỗ trợ nếu bọn hắn cần. Vòng thi cuối cùng còn chưa bắt đầu, Lý Ngọc đang chờ tiếng chuông báo hiệu vang lên. Ở bên ngoài trận pháp lúc này, hơn 10 bóng người đang đứng đó. Một tên luyện đan sư nhị phẩm đang cầm một tờ giấy, khó tin thốt lên. Cái tên Lý Ngọc này chỉ có tu vi luyện khí tầng 2 thật à? Điều đó không có khả năng. Mấy thập niên rồi mà lần đầu ta nhìn thấy có người dùng tu vi luyện khí tầng 2 đi đến một vòng cuối cùng này. Phía trên này có viết sai hay không thế? Một vị luyện đan sư tam phẩm khác thu hồi ánh mắt vừa nhìn về một đạo thân ảnh trong trận pháp kia, gật đầu nói, không có viết sai, hắn thật sự có tu vi luyện khí tầng 2 thật, chỉ có điều hắn là ngũ mạch đồng tu, mỗi cái đều là luyện khí tầng 2. Cái gì cơ? Ngũ mạch đồng tu? Tên kia càng kinh ngạc hơn, hắn điên rồi, hắn tưởng hắn là Tần Sư Điệt hay Khương Sư Điệt à, lấy đầu ra lắm thông mạch đan, cho hắn trúc cơ như vậy, rồi trúc cơ xong thì lại làm sao? Lúc này có một vị luyện đan sư nhị phẩm khác lại lên tiếng. Ta biết rõ Lý Ngọc này, hắn vốn chỉ tu 3 cái linh mạch, nhưng lại bị người ta lừa, mua nhầm thông mạch đan giả ở chợ đen. Viên thuốc đó lại là tụ khí đan, nên đã đả thông thêm một cái linh mạch nữa của hắn. Không biết có phải sau đó hắn quá thất vọng hay không, mà lại đem cái linh mạch thứ 5 đã thông nốt luôn rồi. Thế thì tu vi của hắn tăng lên như vậy cũng nhanh quá đi. Nghe nói Khương Sư Điệt cho hắn mấy vạn linh tệ, có lẽ còn cấp cho cả một ít thông mạch đan nữa. Tiểu tử này coi như vận khí tốt. Hai người càng nói thì câu chuyện lại được lái đi càng xa chủ đề, khiến vị tam phẩm kim đan kia phải ho nhẹ một tiếng. Nói ra, được rồi, thời gian không sai biệt lắm, có thể bắt đầu tỉ thí vòng thi đấu này đi. Ta thật tò mò, không biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Lý Ngọc và Chu Tử Tuyền đợi thêm một chút, cuối cùng cũng đã nghe được tiếng chuông quen thuộc. Một vị đệ tử chấp sự tiến lên hỏi, Lý sư đệ, quy tắc tỉ thí của vòng này người đã hiểu rõ chưa? Có cần ta nhắc lại một lần nữa không? Lý Ngọc gật đầu đáp lại, đã rõ rồi. Tỉ thí vòng 3 hiển nhiên là khó hơn so với 2 vòng trước. Ở trên bệ đá chỉ đặt một phần vật liệu duy nhất, đó cũng chính là nguyên liệu để chế ra bồi nguyên đan. Nói cách khác, trong vòng này chỉ có một lần cơ hội, không thể thất bại, vì sẽ không có phần vật liệu thứ hai. Và thành tích cuối cùng được tính bằng tổng số đan văn xuất hiện trong lò đan. Nếu như một lò chỉ ra được 5 viên đan dược cực phẩm thì thành tích chính là 25 đạo đan văn. Nhưng nếu như một lò lại cho ra 10 viên đan dược thượng phẩm thì thành tích cuối cùng chính là 30 đan văn, và chiến thắng sẽ thuộc về phía có 30 đan văn kia. Tóm lại là đồng thời yêu cầu phẩm chất lẫn số lượng đan dược, còn phải làm như thế nào thì chính thí sinh phải tự cân nhắc. Đầu tiên là Chu Tử Tuyền
chuẩn bị đan dịch thể cho hắn xong. Lý Ngọc vẫn như trước, chưa vội vàng bắt đầu luyện. Dù lãng phí thêm một chút thời gian nữa thì hắn vẫn đảm bảo hoàn thành. Cùng với tiếng chuông vang lên, màn hình nước to trên bầu trời lại có biến hóa. Một gương mặt thanh niên có bộ dáng vô cùng nghiêm túc xuất hiện ở đó. Là hoa trong gương, trăng trong nước, đây là pháp thuật cao cấp của thủy thuộc tính. Có trưởng lão kim đan xuất thủ. Hạ, đó là sư huynh Triệu Vô Lượng, bộ dáng nghiêm túc luyện đan của Triệu sư huynh thật quyến rũ. Hoa trong gương, trăng trong nước là pháp thuật cấp cao của thủy thuộc tính, yêu cầu pháp thực thi triển ở cấp độ kim đan kỳ, có thể đem hình ảnh hiện thực phản chiếu lên phía trên màn nước để mọi người bên ngoài đại trận được quan sát rõ ràng hơn quá trình tỉ thí. Gương mặt thanh niên nghiêm túc xuất hiện trong chốc lát thì hình ảnh lại thay đổi. Lần này là một thiếu nữ xinh đẹp, biểu lộ cũng đang nghiêm túc bận bịu. Có được đối thủ mạnh như Triệu sư huynh thế này, nàng phải hết lòng ứng đối mới được. Đó là Trịnh sư muội, đến Trịnh sư muội rồi. Trịnh sư muội nghiêm túc luyện đan, trông vẫn rất đáng yêu. Hình ảnh trên màn nước liên tục thay đổi, dừng lại trên mỗi người một chút. Dù sao đây cũng là một lần cuối cùng, cũng là lần tỉ thí quan trọng nhất, nên những hình ảnh chiếu qua đều là cảnh tượng giống nhau. Mọi người đang chăm chú, nghiêm túc luyện đan. Đến ngày cuối cùng hiện lên, hình ảnh tự nhiên thay đổi. Trên màn nước xuất hiện một gương mặt anh tuấn, tiêu sái. Hắn không phải đang chăm chú luyện đan, mà đang nghiêng người dựa vào bệ đá, cười cười nói cùng vị trợ thủ xinh đẹp của mình. Tất nhiên hắn cũng không biết được mọi hành động của mình đang bị truyền hình trực tiếp và đang được vô số đệ tử Côn Luân quan sát. Mặc dù chỉ là hình ảnh, không có âm thanh, nhưng nhìn biểu hiện của hai người thì có thể thấy được họ đang nói chuyện vô cùng vui vẻ. Cũng không biết tên thanh niên kia nói cái gì mà vị nữ trợ thủ kia đỏ mặt lên, còn đấm nhẹ lên vai của hắn một cái. Tư thế thẹn thùng kia của nàng làm cho không biết bao nhiêu nam nhân ở đây phải nhìn không chớp mắt. Dường như vị trưởng lão Kim Đan Kỳ cũng không đoán trước được một màn này, nhất thời sững sờ, khiến hình ảnh của hai người được chiếu lâu hơn một chút. Sau khi kịp phản ứng thì vội vàng đem hình ảnh quay trở về vị trí của Triệu Vô Lượng. Thi đấu là nơi nghiêm túc, hình ảnh này không thích hợp để tuyên truyền cho các đệ tử đang xem ngoài kia. Các đệ tử Côn Luân đang quan sát màn hình nước ở bên ngoài đại trận đã bùng nổ, thanh âm xôn xao khắp nơi. Tình huống gì vậy? Thi đấu chung kết mà thằng này không luyện đan, lại đi liếc mắt đưa tình cùng trợ thủ. Đây cũng là quá khoa trương rồi, thật không để người khác vào mắt. Bội phục, thật sự quá bội phục, tiểu tử này chính là tấm gương của đời ta. Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Để biết được kết quả của trận luyện đan này thì mọi người hãy cùng đón xem trong tập tiếp theo nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.